Mình xin chào cô chú, anh chị và tất cả các bạn nha. Thì mình chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Thì cái đoạn mà video trực tiếp khi nãy là mình vừa phát á, là do là lần đầu tiên mình phát trực tiếp nên là mình không có rành lắm. Nên là bây giờ mình sẽ quay một cái đoạn video clip ngắn để mà nói với cả nhà. Thì là Facebook của mình đó là đã bị hack rồi cả nhà ơi. Mình đã cố gắng vào nhiều lần nhưng mà không có được. Thì lúc khoảng 8 giờ tối hôm qua thì mình có vào nhưng mà nó đã bị đổi cái mật khẩu và đổi luôn cả cái email. Nên là mình đăng nhập hoài mà đăng nhập không có được. Mình cố gắng để lấy lại mà không có được. Rồi bây giờ là mình đã tạo được một cái Facebook mới. Thì cái Facebook mới này là mình có để trong cái phần mô tả của cái tập 303, là cái tập mà đi mở kem chép để về nướng mỡ hành đó cả nhà. Thì cái Facebook mới này là mình có gửi link ở trong đó. Thì cả nhà có xem được thì cả nhà cô kết bạn lại với mình nha. Rồi chị ơi, thì hôm nay là lấy lý ra là em đi nhận ly. Là người ta nói là đi nhận ly để mà làm trà sữa với lại phát bánh mì cho mấy em nhỏ xóm nghèo. Nhưng mà do là em đi lại lấy thì người ta nói là cái logo mà để in ở trong cái ly á, thì người ta in không có kịp. Nên là người ta dời lại khoảng 1-2 ngày sau. Khi nào mà xong á, thì em sẽ lại lấy và cũng có thể là phát trà sữa với lại bánh mì là dời lại khoảng 1-2 ngày sau chậm trễ. Với lại là em vào Facebook cũ không được nên là em không có cách nào để liên lạc với chị được á. Nên là em phát trực tiếp và em cũng mong là chị xem được cái video này để mà chị có thể liên lạc với em và bằng cái Facebook mới của mình. Thì cái Facebook mới đó là em có để ở trong cái phần mô tả của tập 303, cái tập mà đi mò chim chép. Thì khi nào mà chị xem được cái video của em thì chị hãy liên lạc lại cho em nha. Rồi cảm ơn, mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã lắng nghe và đã theo dõi mình. Mình xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Bye bye.